Tính đến ngày 3 tháng 1, Nghị định 100/2019/NĐ-CP đã được áp dụng 3 ngày. Lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã lập biên bản hơn 500 trường hợp vi phạm giao thông. Tính từ 0 giờ ngày 1 tháng 1 đến 6 giờ ngày 3 tháng 1, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã kiểm soát 872 trường hợp. Trong đó, Cảnh sát Giao thông lập biên bản 559 trường hợp, tạm giữ 44 xe máy, 1 ô tô và phạt tại chỗ 86 trường hợp vi phạm luật giao thông. Có 70 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 160 trường hợp vi phạm tốc độ, 37 trường hợp chạy ngược chiều và không chấp hành hiệu lệnh đèn. Có 3 trường hợp không đội nón bảo hiểm và 11 trường hợp không mang theo giấy phép lái xe. Theo một cán bộ phòng cảnh sát giao thông, đã qua 3 ngày áp dụng Nghị định 100/2019, nhưng người dân vẫn còn chưa nắm quy định mới. Nhiều người vi phạm lại còn phản ứng gay gắt khi lực lượng làm nhiệm vụ thông báo mức xử phạt mới là cao hơn nhiều so với nghị định cũ. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết trong những ngày tới sẽ kiểm tra nghiêm ngặt hơn tại nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố. Đăng ký ngay kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, trợ thủ đắc lực của người dân và doanh nghiệp.